là đảng viên trẻ luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương. Cuối năm 2022, chị Hờ Tinh được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ làng Gia Lăng, đảng bộ phường Chi Lăng, thành phố Pleiku. Với tinh thần chịu khó học hỏi kinh nghiệm qua những người đi trước, chị Hờ Tinh nhanh chóng bắt nhịp với công việc, tích cực vận động bà con trong làng đoàn kết, phát triển kinh tế và thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thời gian công tác thì cũng gặp nhiều khó khăn, thì khó khăn như là cán bộ nữ trẻ thì phải đi xuyên, đi đêm, đi hôm thì cũng không thuận tiện, nhưng mà được sự quan tâm, rồi được sự chỉ đạo của đảng ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân phường Chi Lăng thì trong thời gian qua tôi cũng đã cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao, như là thông qua các buổi được đi học tập là tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho bản thân, thì trong công tác thì để hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, đảng bộ thành phố Pleiku luôn quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, chú trọng quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp và các chức vụ lãnh đạo quản lý các cơ quan thành phố và xã phường, cơ cấu cán bộ nữ tăng về số lượng đảm bảo theo quy định. Theo đó, cán bộ nữ được bầu vào cấp ủy thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là 11 người, chiếm tỷ lệ 27%. Có 11 chị là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, chiếm tỷ lệ 31%. 27 chị là trưởng phó các phòng ban. Đối với xã phường có 57 chị là cán bộ chủ chốt, chiếm tỷ lệ trên 53%. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nữ được đẩy mạnh, tạo điều kiện để chị em phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Trong thời gian qua, đối với cán bộ nữ từ cấp cơ sở cho đến cấp thành phố luôn có cái sự nỗ lực cố gắng vươn lên trong quá trình học tập, công tác, phấn đấu để làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và từng cái lĩnh vực công tác được phân công. Thì tôi thấy là cán bộ nữ cũng đã khẳng định được cái nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố Pleiku rất quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, trong đó luôn chú trọng tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời hàng năm tiến hành rà soát về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, công tác quy hoạch, dự nguồn cho cán bộ quản lý. Trên cơ sở kết quả rà soát, thành phố có chính sách ưu tiên đối với cán bộ nữ, thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm. Đối với đội ngũ cán bộ nữ của thành phố, thì trước hết là chị em được đào tạo cơ bản mà có tâm huyết, nhiệt tình trong công tác. Có thể nói là có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ nữ trong việc thực hiện các cái chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không những là tỷ lệ tương đối cao trong số đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố, mà chị em phụ nữ là cũng tâm huyết, trách nhiệm mà được đào tạo, cho nên là cũng nắm bắt công việc nhanh, sắp xếp được ổn thỏa công việc gia đình để tham gia công tác xã hội, đóng góp rất là nhiều cho sự phát triển của thành phố trong thời gian vừa qua. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố Pleiku tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển cán bộ nữ, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ nữ. Đây chính là yếu tố quan trọng để phát huy tốt vai trò vị trí của phụ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.